thấy không mọi người? Hello, xin chào tất cả anh chị em. Chào mừng anh chị em đến với siêu thị mô tô xe máy Phương Nam. Ở xe thì rất là nhiều nha mọi người. Các bạn mình chịu khó mình theo dõi kỹ cho mẹ em ha. Còn xe có xe đi làm rồi, xe đi chơi đủ các nhà hả? Thì mọi người xe thì like cho Quý và like cho Sĩ Mạnh cái để mà anh em tàu đông đông một tí nha. Còn các bạn chọn chế độ Full HD các bạn coi nha. Chế độ Full HD có nghĩa là dấu ba chấm á, chọn là chế độ nâng cao. Sau đó chọn lên chế độ 720 hoặc là 480 mình coi sẽ bao rõ nha. Tại mình nói nó không được rõ các bạn thông cảm ha. Sao mờ nhỉ? Coi coi lại sao mờ. Hả? Rồi phải chọn lên cái này vô. Rồi rồi, xe ra ngoài em. Mình xem like cho Sĩ Mạnh à. Này nói đi, chạy trước rồi. Ừ. Được chưa? Thấy nét chưa? Sao bên này nét vậy? Nét mà. Thường như có đâu. Chọn lên chế độ cao chưa? Chọn rồi. Có lên đâu. Kìa. Mày quay lại nhỉ. Rồi, ok. Thì trước khi like thì mình cũng chia sẻ với anh em, với anh chị em là bên mình là cũng có trả góp qua hai ngân hàng ZAC và ngân hàng FE nhé. Anh chị em mà mua trả góp thì chuẩn bị cho mình là chứng minh hộ khẩu hoặc chứng minh bằng lái, đó là duyệt hồ sơ trong vòng 15 phút là ok. Trả trước chừng 20-30%. Ok, cái xe đấy được rồi em. Ra xe đi. Sang cơ, sang cơ xe, đây là sang cơ đấy, đi được. Anh chị và các bạn mình đang xem thì mình cứ chịu khó mình chia sẻ video ha. Với lại do YouTube nó đề xuất nên nó bị mờ á, mọi người chịu khó phải biết chọn là chế độ Full HD mọi người coi. Chứ không, không là cái tướng là nó mờ, nhưng mà không phải nó mờ đâu nha mọi người. Mọi người nhét á. Còn anh em mình cần báo giá những cái dòng nào á thì mình chịu khó mình cứ comment đi. Thì ví dụ anh em ở xa mà mua mà xa quá mà không tới được thì bên mình cũng có ship nhé. Ví dụ như ở miền Tây thì có thu hộ thì bên cửa hàng vẫn nhận ship cho anh chị em, chỉ cần đặt cọc vài triệu là mình sẽ chuyển xe tới. Còn nếu mà anh em nào ở khu vực cao nguyên miền Trung hoặc miền Bắc thì cái này thì mình phải chuyển tiền trước, tiền đủ thì mình sẽ ship xe cho anh em. Thì nói chung là cũng như những cái like trước thôi, cũng không có gì là thay đổi. Chỉ có mỗi là kỳ này thì giá xe thì nó rất là giảm giá, giảm cực sâu luôn. Đó. Có những giảm dòng giảm rất sâu, cho nên là anh chị em nào có nhu cầu mà mua xe thì ghé ủng hộ mình nhé. Địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Di An, Bình Dương. Đó. Anh chị em đang xem thì like, chia sẻ cho mình với Việt. Anh em lên đông đông xum xum rồi mình chuyện trò thì mình giới thiệu cho nó nó rôm rả một tí, chứ ít người quá nó cũng chậm. Rồi anh chị em mà có hỏi về vấn đề gì đó, ví dụ như là về thủ tục sang tên hay là gì gì đấy thì cứ kết bạn qua Zalo của mình là số là như ở trên màn hình đã ghim đó, số là 0923714 hoặc 0936246 cuối cùng là số 1. Bị sao luôn? Đó, chắc là mình like tạm luôn đi mọi người. Cái mạng hình như là một là vấn đề gì đó, mình quay qua máy bên kia cũng được luôn. Đó, xe thì rất là nhiều cho mọi người, thì anh em mình xem được thì mình cứ chia sẻ mạnh video này.
Còn anh em nào vào sau thì mình sẽ coi sau đi. Ở sau kia nhỉ. Đây nói chung là ở đây là có hai con xe cực kỳ là dễ thương này, sáp này, sáp máy cực kỳ là ngon, 2010 biển số 60, con này có giá là 8,9 triệu này. Con này là 8 triệu này, 8,9 triệu. 8,9 triệu, xe máy móc êm luôn nhé cả nhà nhé, giá là rất là rẻ đó. Hết xăng, máy thì bao ngon luôn. Đó. Rồi mọi ngày là anh em cứ hỏi Novo 5 thì đây, hôm nay có một con cũng mới đổi được xong, giá chỉ có 12,9 triệu thôi, rất là rẻ. Đây là Novo 5 nhé, Novo 5 biển số 64B1 40796. Đó. Rồi. Màu xe thì màu đỏ đen, xe rất chi là đẹp đó. Chân cẳng ốc tán là còn 7 màu luôn, xe cực kỳ là ok đó nha. Rồi đỡ rồi, dần dần lên rồi. À? Dần dần là được rồi đó. Rồi anh em tiếp tục lần đầu viết đi, mình sẽ báo cái lô tay ga này trước, tí nữa anh em vào đông đông thì mình sẽ báo lô tay côn cho mọi người nha. Rồi NVX biển số 68 màu đen nhám, thắng ABS, khóa Smart Key 125, giá là 24,9 triệu. Thì những cái xe ở đây là mình cũng có giảm giá nhé. Ví dụ những cái dòng xe này thì ví dụ con sáp này là 8,9 triệu thì mình sẽ giảm giá cho anh chị em là 900, còn 8 triệu thôi. Con Novo 5 này 12,9 triệu thì mình giảm 900 là còn 12 triệu. Còn con biển số 68 này thì 24,9 triệu thì con này mình giảm cho anh chị em 1 triệu là còn 23,9 triệu nhé. 23,9 triệu. CVR 250 Analo đi, ngân hàng hỗ trợ tối đa có 40 triệu thôi, còn lại là mình trả hết. Rồi tiếp theo là con Lít nha. Ok, con lít này thì vừa rồi đây là cũng giảm giá rất sâu đó, mà sao nhiều anh em cũng hỏi rất là nhiều. Đó, xe thì máy móc là zin êm, xe cực kỳ là đẹp luôn, biển số 62 thì con này thì đang được giảm giá là 2,9 triệu xả luôn đấy cả nhà. Anh chị em nào có nhu cầu thì ủng hộ em nhé. Một nào sẽ lên vâng, cảm ơn Tùng Nguyên, xin chào Hùng VTH. Đó, con này là còn có 20 triệu thôi, biển số 62, xe thì cực kỳ là ok luôn đó. Ở đây thì xe ở đây thì mình sẽ bảo hành máy cho cả nhà nhé. Rồi, cái này thì đó, test máy cho cả nhà xem luôn. Ok chưa, máy rất êm nhé, tất cả mọi chức năng đều đầy đủ hết, không thiếu cái gì. Thì mua xe thì bên cửa hàng sẽ tặng cho quý anh chị là như là một bình nhớt và nón bảo hiểm. Đó, anh chị em chỉ việc đổ xăng là chạy thôi, nhớt nhau thì bên cửa hàng sẽ tặng kèm theo cho. Ẹt đợi tí mà các bạn. Đợt này là nó về ẹt này, về để rider, về size kia số lượng cũng nhiều quá. Test quay cho mọi người nha. Test còn NVX. Đây đông đông anh em vào là mình quay. Ok đấy, NVX. NVX biển số 68 màu đen nhám nhá. Con này là ABS cho cả nhà nhá. Đó, còn có 23,9 triệu thôi, rất là rẻ. Cực kỳ là rẻ luôn. 23,9 triệu. Đó. Rồi, tiếp tục là mình qua tay ga luôn nha. Ừ, tay ga. Thì ngoài ra thì còn Liberty. Liberty thì bây giờ còn cái bản Liberty máy 3V là Liberty S ấy, đấy, đời 2015. Con này thì cũng đang được giảm giá sâu là giảm 2,9 triệu luôn. Hiện tại ở đây là 19,9 triệu, được giảm 2,9 triệu là còn có 17 triệu thôi cả nhà nhé. Còn có 17 triệu thôi, con này có biển số 70 Tây Ninh nhá. Đây để test thử máy cho cả nhà xem luôn. Đó. Xe thì êm ru, không phải suy nghĩ. Tất cả mọi chức năng đều đầy đủ, hoạt động rất tốt. Đó, những cái dòng này thì đi rất là đẹp. Có 17 triệu thôi cả nhà ơi. Đó. Rồi tiếp tục là cái bản Liberty thắng ABS. Máy IGET, máy đời cao nhất bây giờ đó, đời 2017-2018 là hiện tại là có giá là 28,9 triệu. Đó, và bên đây là 27,9 triệu.
Thì những cái con xe như này thì mình vẫn giảm giá cho anh chị em là 1 triệu cho một xe. Ok chưa? Thế còn có 27 triệu 9, còn con này còn 26 triệu 9 con màu xám bạc này. Đó. Con này là 26 triệu 9. Còn 26 triệu 9. Này thì mình đặt trước bao nhiêu anh? Ví dụ như trả góp thì anh chị em chỉ chuẩn bị cho mình vài triệu thôi. Chừng 5 triệu là có thể là trả góp được rồi. Nói chung là anh chị em có nhu cầu thì cứ ghé cửa hàng mình sẽ hỗ trợ tối đa cho anh chị em luôn. Ok, xe kia đậu tí nha bạn. Xe kia thì đợt này về rất là nhiều luôn. Đậu tí mình báo xong cái này cái mình. Anh chị em đang xem là chia sẻ mạnh tay cho mình với Việt. Rồi, con này, đây tiện đây thì mình cũng giới thiệu luôn là con Vario 2015. À quên, 150 2017 mẫu cũ. Nói lại lộn nữa. 2017 mẫu cũ, con này giá là 48.900. Thôi trên cái line này, bởi vì là trước là cũng bớt rồi mà chưa thấy em nó đi. Bây giờ hiện tại trên cái line này mình sẽ giảm giá thật sâu con này cho anh chị em nhé, là giảm 2.900.000 luôn. Vậy thì là còn có 46 triệu một chiếc là chiếc này nhé. 46 triệu nhé. Đó. Vario 150 mẫu cũ biển số 62. Hiện tại trên line trên đây trên giấy này là đang là 48.900.000 mà mình sẽ giảm cho anh chị em là giảm tối đa luôn là 2.900.000. Vậy thì là còn có 46 triệu. Anh chị em nào mà có nhu cầu thì sẽ bốc máy và gọi liền. Đó. Ok. Con này thì rất là đẹp. Rồi. Rồi. Tiếp tục là chị còn bạn luôn là Vario. BC đạo lý. BC. Rồi, tiếp tục đây, con này cũng mới nhập đội xong. Vario 2019 2020. Xem nào. Con này là con biển số 62 luôn. Cuối 2019. Hiện tại là giá của nó là 45.900.000. Đó, 45.900.000. Con này odo là 9.000 cây nha cả nhà nhé. Đó. 9.000 cây. Màu vàng cát. Rất là đẹp. Không một vệt chày nào luôn, xe cực kỳ là ok luôn. Bởi vì xe chạy có mấy ngàn thôi cả nhà ơi. Xe chạy có mấy ngàn cây thì là anh chị em là khỏi phải suy nghĩ. Và bên mình thì những cái xe như này thì vẫn có bảo hành cho anh chị em, cho nên là anh chị em là cứ yên tâm. Mình bảo hành máy và mình bên mình sẽ là xe mấy cái xe như là tai nạn hoặc là xe mà đâm đụng là bên cửa hàng sẽ không có nhập nhá. Đó. Đấy, nói như vậy để cho anh chị em cứ yên tâm về phần chất lượng. Rồi tiếp tục là con này là con đời 2019. Con này con biển số 83. Biển số 83, con này là 83E120202. Đó, biển số rất là đẹp. Giá cũng là 45.900.000. 45.900.000. Xe ở đây thì toàn là xe lướt chạy chỉ có vài ngàn cây số thôi. Rồi tiếp tục con màu đỏ này là con 2020. 2020 cũng biển số 83X1 120275. Đó, giá cũng con này này thì nói chung là cũng ở đây là cũng khá lâu rồi đấy. Nói chung là nó hơi mến chủ. 2020 không lỗi gì. Giá là 47.900.000 nhưng mà con này cũng được bớt giảm giá là còn có giảm 2.900.000, vậy chỉ là còn có 25 triệu thôi. Còn 45 triệu nói lộn xin lỗi. Đó, không có lại mai cứ bảo đề ra 25 triệu chết đi. Đó là 45 triệu nha cả nhà nhá. Đây. 47.900.000 giảm 2.900.000 nhá. Rồi. Tiếp theo là một cặp Bogus Diago. Đó, anh chị và các bạn mình nhìn đi. Mọi người xem á, mọi người chọn lên chế độ Full HD đi. Tại vì anh em mình biết là vào không biết đường lại cứ tưởng nó mờ lại đi ra. Anh em vào ra liên tục. Mọi người like chia sẻ mạnh á. Để mà chúng mình quay cái lô Tycoon cho mọi người nha. Tycoon thì hiện tại về đường này những con rất là đẹp luôn á. Rồi, con Bogus Diago, con đầu tiên. Con này thì hồ sơ có sẵn luôn. Đời 2018, giá là 44.900.000 nha. Cái mẫu này thì mọi người con này rất là sang, nhìn sang và đẹp lắm. Cực đẹp luôn. Này, hàng sắt xi của nó này, viền mạ chrome này. Đây để thử bật thử máy đèn lên này, test thử luôn cho anh chị em luôn. Đó, đèn rất là đẹp. Đó, ok chưa? Ôi, tuyệt vời luôn. Đó. Ok chưa? Đó. Xe rất là đẹp nha cả nhà nhé. Loại này thì xin pháp mà đi ít đụng hàng lắm.
tuyệt vời luôn. Rồi, 44 triệu 9. Tiếp tục một con nữa cho anh chị và các bạn là con này là cũng là biển số 59. Con này có biển số ở biển số thành phố. Hôm nay có hồ sơ em chưa? À, có gì tí nữa bạn alo đi bạn ơi. Sao nhớ nổ được. Con này biển số 59 nè, 2018 là 44 triệu 900. Đó, hai con này là đồng giá luôn. Giống nhau y luôn mọi người. Một con ở biển thành phố và một con thì là hồ sơ có sẵn ha. Có hồ sơ sẵn. Yêu Bình. Chết Yêu Bình. Cái này để nó xuống mất bình là nó yếu quá không lên. Rồi. Mình đang live này có khả năng là chưa nghe kịp điện thoại đâu, anh chị em nào gọi cho mình thì lát nữa gọi nhé. Rồi tiếp tục là BCX. BCX thì giờ bên cửa hàng là còn có 2 chiếc thôi. Đó, các bạn nhìn đi, một tuần đã qua bữa nhiêu con, 5 con anh? 5-6 con thì 5, bây giờ con. còn 2 con, một con ở bên đây là biển số 67. Con bên đây là biển số cũng 67 luôn, có 2 con biển số 67 hết này. Con này là rất là rẻ, còn có 24 triệu 900 cho cả nhà này. Và con bên đây là 25 triệu 9 này. Đó. À, 24 triệu 9, con này là 25 triệu 9. Đó. Cũng là biển số 67 luôn. Đúng rồi, biển số 67 hết. Đợi tí nha bạn trai. Đó. Rồi, đó là mình vừa lướt qua cái lô Tega. Thì anh chị và các bạn nào mua thì mình liên hệ qua số điện thoại là 0923714488 ha, hoặc 0932446 cuối cùng là số 1.